Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, sau một ngày nhận định hành vi phạm tội của 86 bị cáo trong vụ đại án Vạn Thành Phát, chiều 11 tháng 4, hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thành Phát cùng các đồng phạm. Đáng chú ý, bà Trương Mỹ Lan bị hội đồng xét xử tuyên phạt án tử hình với quan điểm luận tội không chịu ăn năn hối cải, cần loại trừ ra khỏi đời sống xã hội. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình. Hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch vạn Thịnh Phát, án tử hình về ba tội danh, cụ thể 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình. 84 bị cáo được xác định có vai trò đồng phạm giúp sức Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hơn 677.000 tỷ đồng, cũng bị tuyên án từ 3 năm tù treo đến tù chung thân. Trong đó, bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan, lĩnh 17 năm tù. Bị cáo Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, tù chung thân, về hai tội vi phạm các quy định trong hoạt động cho vay, tham ô tài sản. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, tù chung thân, 2 tội tham ô tài sản, vi phạm các quy định trong hoạt động cho vay. Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB, 18 năm tù, tội tham ô tài sản. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Lan có vai trò chủ mưu cầm đầu nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoan cố đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cần loại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho ngân hàng SCB. Theo hội đồng xét xử trước kỳ hợp nhất, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thu mua cổ phần của ba ngân hàng, ngân hàng SCB, ngân hàng Việt Nam Tính Nghĩa và ngân hàng Đệ Nhất. Khi ngân hàng nhà nước cho phép hợp nhất ba ngân hàng, lợi dụng chính sách tái cơ cấu lại ngân hàng, Tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan đã thâu tóm, nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB, nhưng bị cáo này gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng, nên bị cáo Lan có quyền chi phối, quyết định các vấn đề của ngân hàng này. do đó bị cáo Lan thỏa mãn là chủ thể của tội tham ô tài sản. lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB, bị cáo Lan đã chỉ đạo các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, võ tấn Hoàng Văn rút tiền ra khỏi SCB để phục vụ mục đích của mình. do đó tội danh mà viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố là có căn cứ. Cạnh đó, do có sự thay đổi về chính sách pháp luật, nên đối với hành vi của các bị cáo sau ngày 1 tháng 1 năm 2018, chuỗi hành vi phạm tội của các bị cáo đã thỏa mãn các dấu hiệu của tội tham ô tài sản, nên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về hai tội danh là đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng xem xét việc gây thiệt hại hơn 498.000 tỷ đồng, tuy nhiên SCB được xác định thiệt hại 677.286 tỷ đồng. Bản chất, việc số tiền thiệt hại là do bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt để sử dụng mục đích cá nhân. Các bị cáo còn lại chỉ làm công ăn lương. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định cần buộc Trương Mỹ Lan bồi thường thiệt hại 1.284 hợp đồng vay. Bị cáo Lan đã chiếm đoạt của SCB là 677.286 tỷ đồng. Đối với những tài sản thuộc sở hữu của bị cáo Trương Mỹ Lan, nhưng nhờ người khác đứng tên để thu hồi triệt để khắc phục thiệt hại, đề nghị giao SCB xử lý, sau khi cấn trừ sẽ giao cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với biệt thự trên đường Võ Văn Tần quận 3, phía bị cáo Trương Mỹ Lan yêu cầu hủy bỏ kê biên do số tài sản này là của cổ đông chứ không phải của bị cáo Lan. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định đủ cơ sở xác định là tài sản của bị cáo Lan. Bị cáo Lan đã sử dụng tiền của SCB để đầu tư nhiều dự án Hội đồng xét xử đề nghị Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục xác minh khi giải quyết giai đoạn 2 của vụ án. Bà Trương Mỹ Lan khóc nức nở khi nói lời sau cùng, dây dứt tại sao lại rơi vào cảnh bi đát thế này. Nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan khóc nức nở nói sau vụ án gia đình tan nát. Chiều mùng 3 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc phần tranh luận đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Trước khi bước vào phần nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Là người bước lên bục đầu tiên, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày. Từ khi phiên tòa sơ thẩm khai mạc đến nay đã hơn một tháng, bị cáo cảm ơn các cơ quan công an đã động viên chăm sóc bị cáo. Cảm ơn hội đồng xét xử, thẩm phán, đã điều hành phiên tòa dân chủ, tạo điều kiện cho bị cáo trình bày nhiều vấn đề có liên quan đến tội danh của bị cáo. Bị cáo trương mỹ lan và gia đình xin ghi nhận sự tận tâm của các luật sư trong suốt thời gian qua. Tiếp đó, bị cáo trương mỹ lan bật khóc nước nở cho biết, mỗi ngày sau phiên tòa, khi trở về trại giam, hàng đêm bị cáo luôn say rất một câu hỏi là vì sao bị cáo và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này, để rồi hôm nay đối diện với bước ngoặt định mệnh bị đề nghị mức án tử hình bị cáo Lan bày tỏ sự tha thiết kính mong hội đồng xét xử xem xét lại tội danh tham ô tài sản đưa hối lộ của bị cáo. Trong suốt những ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo cho rằng mình luôn nghiêm túc và tự nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tiến dụng và kính xin hội đồng xét xử không xem bị cáo như là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này. Khi gần kết thúc phần nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc to. Bị cáo cho biết Trước đó, gia đình bị cáo luôn xung vầy đoàn kết bên nhau. Nhưng từ khi vụ án xảy ra, nhiều người đi tù, gia đình tan nát, chồng bị cáo cũng đi tù. Bị cáo Lan cũng xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chồng, cháu gái và giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo. Ngày mùng 4 tháng 4, phiên tòa tiếp tục với phần nói lời sau cùng của các bị cáo còn lại. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử về 3 tội danh, tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình cho ba tội danh. Cáo trạng cáo buộc bị cáo Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã được SCB bơm gần 1,07 triệu tỷ đồng với số dư nợ còn lại là 677.000 tỷ đồng và đều là nợ không thể thu hồi, trong khi đó bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỷ đồng. Trước đó trong phần đối đáp sáng mùng 3 tháng 4, đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày quan điểm về tội danh nhận hối lộ và mức án của bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời viện kiểm sát cũng đánh giá bị cáo Lan không có nhiều tài sản như đã trình bày trước đó, cũng không có nguồn lực tài chính dồi dào. Viện kiểm sát đánh giá lần đầu tiên có một nữ doanh nhân chiếm đoạt tài sản với giá trị đặc biệt lớn như vậy. Đỗ Thị Nhàn nói về mối quan hệ với cựu lãnh đạo SCB trước khi nhận 5,2 triệu USD. Chiều mùng 2 tháng 4, luật sư bị cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục tranh luận lại quan điểm buộc tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần báo chữa bổ sung, bị cáo Đỗ Thị Nhàn nói về mối quan hệ thân thiết với cựu tổng giám đốc SCB trước khi nhận 5,2 triệu USD. Từ báo chữa bổ sung tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước cho biết, bị cáo quen với Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB từ năm 2009. Thời điểm đó văn đang làm trong tập đoàn lớn tại việt nam và hỗ trợ cho cán bộ cơ quan bị cáo văn cũng thường hay tặng quà cho bị cáo và bị cáo cũng có tặng lại cho văn bị cáo nhàn nói khi mối quan hệ tốt lên việc văn hay tặng quà cho bị cáo là lẽ thường tình của cuộc đời chẳng hạn như việc văn tặng bị cáo hổ lô thì bị cáo tặng lại văn phật thủ trong vụ việc này bị cáo nhàn cho rằng do tin tưởng văn nên mới cho văn mã số khóa nhà, không biết trước việc văn mang tiền đến. Và nhiều lần bị cáo gọi cho văn để yêu cầu mang tiền về thì văn đều tìm cách từ chối và không qua lấy. Từ đó bị cáo mong hội đồng xét xử, viện kiểm sát xem xét điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo. Theo cáo trạng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn là người chỉ đạo các thành viên đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, người ra quyết định thanh tra. Quá trình thanh tra, bị cáo Nhàn đã nhận tiền từ ngân hàng SCB thông qua võ tấn Hoàng Văn với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD để bưng biết sai phạm của SCB. Hành vi của Đỗ Thị Nhàn bị khét vào tội nhận hối lộ và bị viện kiểm sát đề nghị phạt tù trung thân. Bao chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, luật sư cho rằng mức hình phạt từ 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản mà viện kiểm sát đề nghị với bị cáo là nghiêm khắc mong hội đồng xét xử xem xét lại vai trò tính chất hành vi của bị cáo trong vụ việc này. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận nguyện vọng của bị cáo Trương Mỹ Lan chuyển 1.350 tỷ đồng cho Vân để khắc phục thiệt hại. Vừa qua, chồng của bị cáo Huệ Vân cũng đã nộp khắc phục thêm 2 tỷ đồng. Tự bào chữa, bị cáo Huệ Vân xin hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh phạm tội của mình. Sau khi vụ án xảy ra, bị cáo nhận biết được hành vi của mình gây ra, mong tòa xem xét mức án nhẹ hơn khi lượng hình. Trong vụ án này, bị cáo Vân bị cáo buộc giúp sức đồng phạm với bị cáo Trương Mỹ Lan, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng của SCB, gây thiệt hại số nợ lại phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Trong phần bào chữa bổ sung, luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Tấn trước, cựu tổng giám đốc công ty Tường Việt, cho biết bị cáo cùng gia đình đã và đang tích cực khắc phục hậu quả của vụ án. Tính toán sơ bộ, bị cáo trước và gia đình đã khắc phục khoảng gần 2.300 tỷ đồng, sau khi cấn trừ thiệt hại còn dư khoảng 500 tỷ đồng. Với bốn bất động sản của bị cáo có giá trị cao đang bị kê biên, luật sư mong hội đồng xét xử xem xét đình chỉ kê biên với số bất động sản này vì bị cáo đã khắc phục được thiệt hại. Ngoài ra, luật sư cũng mong hội đồng xét xử ghi nhận việc bị cáo tự nguyện hoàn trả cho bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.200 tỷ đồng đã nhận trước đó. Từ đây, luật sư bào chữa đề nghị hội đồng xét xử xem xét để có mức án thấp hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát. Tự bào chữa bổ sung, bị cáo cho biết mình chỉ là đối tác bình thường của bị cáo Lan và chỉ mong muốn làm tốt các dự án đang bị nợ xấu để giúp tái cơ cấu ngân hàng SCB. Trong suốt quá trình điều tra, bị cáo luôn muốn khắc phục hậu quả và mong hội đồng xét xử, viện kiểm sát xem xét vì bị cáo hoàn toàn tin tưởng, chủ quan và không cố ý giúp sức bị cáo Lan trong việc mua dự án để rút tiền của SCB. Theo cáo buộc, Dương Tấn Trước đã thỏa thuận thống nhất với bị cáo Lan sử dụng các pháp nhân nhóm công ty Tường Việt tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của ngân hàng SCB. Dương Tấn Trước đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại 605 tỷ đồng. Bị cáo trước bị viện kiểm sát đề nghị 15 đến 16 năm tù về tội tham ô tài sản. Quý vị thân mến, trong ngày thứ 5 của phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 11 tháng 3, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước đã có lời khai trước hội đồng xét xử. Đáng chú ý, bị cáo này cho biết, đứng trước sự lựa chọn an toàn cho bản thân và gia đình với việc tạm thời vi phạm pháp luật thì bị cáo chấp nhận nhận tiền để an toàn cho gia đình. Vậy, bà Nhàn nhận hối lộ thực chất là vì lòng tham hay vì an toàn cho bản thân, gia đình? Trong phiên xét hỏi chiều 11 tháng 3, Đỗ Thị Nhàn còn cho biết nhận 5,2 triệu USD về để ở góc nhà. Khi làm việc với điều tra viên, bị cáo đã viết đơn khai nhận toàn bộ và nộp lại tiền. Không thể không làm rõ lời khai nhận tiền là để giữ an toàn cho bản thân và gia đình của Đỗ Thị Nhàn. Theo lời khai này, có nghĩa là ai đó đã đe dọa đến tính mạng của cá nhân Đỗ Thị Nhàn và gia đình của bị cáo. Vậy thì ai đã đe dọa? Đe dọa như thế nào trong trường hợp nào? Đỗ Thị Nhàn còn sử dụng một cụm từ có lẽ lần đầu tiên được nêu ra trước một phiên tòa, đó là tạm thời vi phạm pháp luật. Câu nói này cho thấy Đỗ Thị Nhàn ý thức rất rõ hành vi nhận tiền là vi phạm pháp luật, nhưng mà lý luận rằng chỉ tạm thời vi phạm, sau đó trả lại tiền. Chỉ có trẻ con mới tin lời của Đỗ Thị Nhàn. Ở đây, phải khẳng định là hành vi nhận hối lộ là vì lòng tham, làm mơ mắt vì tiền. Đúng như cáo buộc, nhận 5,2 triệu USD từ Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan để che giấu sai phạm tại SCB. Và việc nộp lại tiền là vì nuốt không trôi khi mọi hành vi mờ ám, xấu xa đã bị phơi bày ra ánh sáng. Với một cán bộ cấp cục trưởng, cho dù có ai đó đe dọa đến sự an toàn của cá nhân, gia đình thì đủ nhận thức là phải tố cáo với cơ quan tổ chức công an và đem 5,2 triệu USD đến nộp cho cơ quan chức năng vạch rõ mọi sai phạm của SCB. Nếu là một người chính trực, khi phát hiện sai phạm của SCB sẽ ra tay ngăn chặn. Đằng này nhận tiền để che giấu sai phạm, để cho con voi chui lọt lỗ kim, lại còn thanh minh là tạm thời vi phạm pháp luật. Từ các vụ án vừa qua, chuyến bay giải cứu Việt Á, Vạn Thịnh Phát cho thấy chỉ vì lòng tham thứ đã làm cho nhiều cán bộ thân bại danh liệt. Đừng đổ cho các chủ doanh nghiệp đã dùng tiền mua chuộc, mà phải thấy rằng đạo đức của một bộ phận cán bộ quá thấp kém. Dư luận rất quan tâm đến Đỗ Thị Nhàn, người bị cáo buộc nhận 5,2 triệu USD. Liệu bản án có tương xứng với một cán bộ nhận hối lộ số tiền lớn nhất từ trước đến nay? Trong chiều ngày 11 tháng 3, khi tiến hành xét hỏi bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, cục 2 thuộc ngân hàng nhà nước, bị cáo Nhàn đã lên tiếng cho rằng tại sao chỉ bản thân bị truy tố tội nhận hối lộ trong khi nhiều người khác trong đoàn thanh tra cũng nhận quà từ bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời, cựu cục trưởng liên tục giải thích mình đã có ý muốn trả lại nhưng bất thành. Đỗ Thị Nhàn nói, nhiều người nhận tiền nhưng chỉ mình bị truy tố tội nhận hối lộ. Trước hội đồng xét xử, bị cáo nhàn khai không biết Trương Mỹ Lan chỉ thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, và lúc làm việc với SCB mới biết vai trò của Trương Mỹ Lan rất lớn tại SCB. Ngoài ra, khi ban hành kết luận thanh tra, bị cáo nhàn khai rằng có gặp Trương Mỹ Lan để bàn bạc hai lần và không hề trao đổi với Trương Mỹ Lan là không đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Tại tòa, lại một lần nữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận hành vi và số tiền như bản cáo trạng nêu mong hội đồng xét xử xem xét bối cảnh khi thực hiện chức năng nhiệm vụ. Bị cáo khai nhận tiền của Võ Tấn Hoàng Văn hoàn toàn thụ động. Sau khi nhận tiền, để an toàn cho bản thân và gia đình, bị cáo nhàn cho biết chấp nhận tạm thời vi phạm pháp luật và để tiền trong góc nhà. Bị cáo này đã liên hệ Văn trả tiền, nhưng Văn không tới lấy. Tiếp đó, hội đồng xét xử hỏi bị cáo nhận tiền mấy lần. Bị cáo nhàn xác nhận lời khai trước đó là nhận 4 lần. Tổng cộng số tiền là 5,2 triệu USD. Chủ tọa phiên tòa cho rằng, nhận tiền 4 lần sao là thụ động, nếu bị cáo không có ý thức nhận thì nhận lần đầu rồi đem trả, nhưng bị cáo vẫn nhận lần 2, 3, 4. Sau đó, bị cáo Nhàn Khai đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và mong pháp luật khoan hồng. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Nhàn cũng đã tự động nộp số tiền 5,2 triệu USD đã nhận. Ngoài ra, bị cáo này trình bày thêm trước tòa rằng nhiều người trong đoàn thanh tra cũng nhận tiền giống bị cáo nhưng chỉ mình bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ. Sau đó, hội đồng xét xử phân tích các bị cáo khác cũng nhận tiền nhưng bị cáo nhàn nhận số tiền nhiều nhất. Còn viện kiểm sát truy tố đúng hay sai, hội đồng xét xử sẽ xem xét. Quý vị thân mến, trong 86 bị cáo liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Cao Chí, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty Capella là người duy nhất không phải đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo này đã thành khẩn thừa nhận hành vi chiếm đoạt của bị cáo Lan 1.000 tỷ đồng. Tiếp tục những thông tin mới từ phiên xét xử ngày 2 tháng 4, gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí cho biết đã nộp thêm 61 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.